Nhiều người dân ở huyện Gia Viễn, Nho Quan không quên ảnh hưởng của các trận mưa bão cách đây ít năm. Ao đầm tràn, cá đến mùa thu hoạch bị thất thoát ra ruộng, ra sông. Số lượng còn lại trong ao nuôi bị ốm và chết do môi trường nước bị thay đổi đột ngột. Từ đầu mùa đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng thời tiết khí hậu bất thường như mưa to, gió lớn, dông lốc. Gần đây nắng kéo dài nhiều ngày, nền nhiệt cao xen mưa lớn, nồm ẩm tác động không nhỏ tới con nuôi thủy sản. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mùa mưa bão năm nay sẽ có thay đổi bất thường, do vậy các vùng nuôi trồng thủy sản cần triển khai nhiều biện pháp phòng chống và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn cho con nuôi thủy sản. Thưa quý vị, các bạn, trong thời điểm này thì bà con gặp những khó khăn về nuôi trồng thủy sản bởi cái môi trường nước thay đổi và các dịch bệnh tiềm ẩn rất là nhiều. Các cái biện pháp phòng trừ quản lý ao nuôi cũng như là chăm sóc con nuôi thủy sản ở mùa mưa bão là cái việc làm cần thiết. Đây cũng là cái nội dung của chuyên mục Bạn Nhà Nông ngày hôm nay mà chúng tôi xin chuyển tới bà con và các bạn. Vâng ạ, đồng hành trong chương trình hôm nay thì có kỹ sư Vũ Thị Hiên, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Ninh Bình ạ. Vâng ạ. Cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình. Thưa kỹ sư ạ, trong cái mùa mưa bão thì cái tác động thế nào trực tiếp tới con nuôi thủy sản ạ? Vâng, thưa quý vị và bà con, trong những cái ngày mà mưa bão chuẩn bị đến thì bao giờ những trước khi diễn biến thời tiết xảy ra thì thời tiết sẽ bị oi nồng, làm cho cái cá bị thiếu oxy ở dưới đáy ao. Và trong cái khi mà cơn bão xảy ra thì sẽ có những cái trận mưa lớn làm thay đổi cái độ pH, hay sẽ khi độ pH thay đổi thì sẽ làm sập tảo và sẽ làm ảnh hưởng đến cái đàn cá nuôi. Và trong cái thời điểm này thì cái đàn cá nuôi rất hay dễ là bị bệnh ký sinh trùng và nấm ngoài da do những cái ảnh hưởng yếu tố môi trường do cái đợt bão gây nên. Và đặc biệt sau bão thì sẽ có những cái màu nước ao nuôi thì sẽ hay bị đục. Đấy là do cái độ pH giảm và ao nuôi bị sập tảo. Vâng ạ, thưa kỹ sư, đúng là cái bão đến thì nó có tác động trực tiếp tới môi trường nuôi như thế thì con nuôi thủy sản thường hay gặp vào vấn đề gì về dịch bệnh ạ? Sau những cái trận bão thì thường là đàn cá nuôi của mình hay bị những bệnh, đấy là do là ký sinh trùng và thứ hai đó là do nấm. Bệnh ký sinh trùng thì do một số những cái loại như là trùng mỏ neo hay là trùng quả dưa và một số những cái ký sinh trùng khác nữa hay bám vào da cá để làm cho đàn cá nuôi của mình dễ bị bệnh và hút máu để tạo cho đàn cá nuôi của mình là dễ bị chết và chết rải rác. Có khi là nếu như mà bị ký sinh trùng mà bị nhiễm nặng nhiều thì sẽ bị chết hàng loạt. Vâng ạ, đúng là đối với con nuôi thủy sản mùa mưa bão là vấn đề khó khăn trong cái việc mà chăm sóc con nuôi. Nó không chỉ là làm bờ ao bị tràn mà cái ngay bản thân những cái con thủy sản ở trong ao đầm cũng ảnh hưởng tới trực tiếp sức khỏe. Vậy thì đâu là những cái biện pháp mà mình cần phòng bệnh hoặc là cũng như là chăm sóc quản lý ao nuôi trong cái thời điểm này ạ? Thưa chị, thì để phòng chống tốt cho con nuôi thủy sản trong mùa bão thì chúng ta cần phân chia ra từng cái giai đoạn để chúng ta có những biện pháp mà xử lý kịp thời như là trước bão, trong bão và sau bão để công việc được cụ thể và rõ ràng. Trong những cái biện pháp thì mời chị đến một cái mô hình nuôi tại xã Gia Hòa để chúng ta tham quan và tìm hiểu trực tiếp. Vâng, giới thiệu với chị, đây là hộ nhà bác Trình ạ. Bác đã làm cái công việc chăn nuôi thủy sản được nhiều năm nay rồi ạ. Vâng, chào bác ạ. Vâng. Thưa bác ạ, bây giờ thì đang vào mùa mưa bão rồi. Thì gia đình nhà mình đã chuẩn bị cái gì để cho ao đầm nhà mình rồi ạ? Nói chung để chuẩn bị cho mùa mưa bão thì chúng tôi đã chuẩn bị cách đây hàng nửa tháng rồi. Công tác phòng chống lụt bão thì trước hết là về bờ cõi là phải an toàn. Hai nữa là nếu mà nước lớn là phải có đăng đó, để phòng những cái trường hợp mà nước nó tràn là cá nó đi. Để cho con cá ở cái mùa mưa bão này thì cũng phải chuẩn bị là thứ nhất là các cái thuốc để như thế là đánh các cái ký sinh trùng mà nó hay phát sinh trong cái mùa mưa bão. Vâng ạ, thưa bác, qua quan sát của tôi thì tôi thấy là cái bờ của mình hiện thời điểm hiện nay là rất là an toàn rồi. Vâng. Nhưng mà nếu mực nước nó mưa to hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tràn đấy ạ. Không, vì cái hệ thống bờ như thế này cũng là tương đối an toàn rồi. Nhưng nếu mà nước lớn nữa thì chúng tôi đã có cái hệ thống thoát tràn. Thì tự nước nó sẽ thoát đi, nó chỉ giữ ở cái mức độ nhất định thôi. Vâng ạ, được biết thì đây là gia đình nhà bác đang ở sát với cái vùng núi, vùng đầm. Vậy thì đã có năm nào ở cái vùng này mình đã bị lụt chưa ạ?
Nói chung là cũng lâu lắm rồi, từ sau năm 1985 đến giờ thì chưa có cái mùa lụt bão, thì chưa có cái mùa nào mà nó ngập được cái bờ này. Vâng. Tuy vậy thì công tác phòng chống lụt bão nhà mình vẫn phải thực hiện chứ ạ? Vâng. Tuy vậy thì cái việc phòng chống lụt bão cho con nuôi thì chúng tôi vẫn phải chủ động. Vâng ạ, thưa bác ạ, đấy là cái cơ sở hạ tầng cũng như là các cái điều kiện cần thiết về phương tiện máy móc rồi. Vậy thế còn về nguồn thức ăn cũng như là các cái chế phẩm cho cái con nuôi thủy sản trong cái thời điểm này, gia đình nhà mình chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Các cái thức ăn và các cái chế phẩm sinh học để xử lý nước và dịch bệnh cho con cá thì nói chung gia đình đã chuẩn bị rất đầy đủ. Vâng. Nhất là thức ăn thì bao giờ cũng phải có trong kho từ một tháng đến tháng rưỡi thức ăn. Vâng. Và các loại chế phẩm sinh học và các loại thuốc. Vâng. Để phòng trừ bệnh dịch và các loại ký sinh trùng là đều chuẩn bị có đủ hết. Vâng ạ. Thưa kỹ sư Hiên, vậy thì bây giờ các cái nguồn thức ăn ở trong mùa mưa bão thì bà con cần lưu ý vấn đề gì ạ? Cái việc chuẩn bị thức ăn cho đàn cá nuôi trong cái mùa mưa bão là rất quan trọng. Bà con nên là chuẩn bị cái cám mà có cái hàm lượng đạm cao để tăng cái chất lượng cho cái đàn cá. Và trong cái thời điểm này thì bà con cũng cần lưu ý là khi chúng ta cho ăn thì chúng ta nên bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng, và tỏi tươi để trộn vào thức ăn để tăng cường cái phòng bệnh cho đàn cá nuôi trong mùa bão. Vâng ạ, thì hiện nay bác cũng đã chuẩn bị được những cái nguyên vật liệu để trộn vào thức ăn. Xin mời. Vâng. Vâng, đây là tỏi tươi, thì bà con có thể xay nhỏ ra để chúng ta trộn vào với thức ăn để cho đàn cá ăn, hoặc là chúng ta có thể ủ tỏi tươi. Cái cách ủ thì bà con là dùng 100g, 100kg tỏi tươi cộng với là 3 cân mật dỉ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng đường, đấy là 1 cân đường cộng với 1 lít giấm và cộng với 16 lít nước sạch. Chúng ta trộn đều, sau đó là ủ từ 25 đến 30 ngày thì bà con trộn vào thức ăn để cho cá ăn. Vâng, ngoài ra thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm vitamin C vào thức ăn để cho cá ăn hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho đàn cá nuôi của mình. Lượng vitamin B, C bổ sung thì chúng ta là từ 3 đến 5 gram. Chúng ta sẽ hòa tan vào nước. Sau đó là chúng ta trộn đều với cám. Thưa kỹ sư, thì ta có thể trộn lẫn cả C với lại cả tỏi cùng vào được vào thức ăn đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chúng ta có thể trộn lẫn cùng với nhau được ạ. Thường là khi mà bổ sung tỏi và vitamin C thì chúng ta sẽ trộn lẫn vào cùng một lúc với nhau và cho ăn một lúc là được ạ. Vâng ạ, thưa bác Trình, thì trong cái thời điểm này thì bác khi mà chúng ta trộn tỏi với là vitamin C thì bác thường hay cho ăn như thế nào ạ? Thường là trộn cái thức ăn để cho cá nó hấp thụ hết cái thức ăn mà mình cho nó ăn thì mình chỉ cho ăn khoảng 5 đến 70% lượng thức ăn hàng mọi khi thôi. Vâng ạ, bác cho ăn như thế này là rất hợp lý. Thứ nhất là tránh cái sự tiêu tốn thức ăn, mà thứ hai nữa là để cho con cá nó ăn hết, để hấp thụ được hết những cái vitamin C và cái thuốc ta trộn vào trong cái quá trình cho ăn ạ. Vâng ạ, khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta nên định cái chỗ để cho ăn vào những cái chỗ cố định. Thì chúng ta có thể là cho ăn trực tiếp, hoặc là như nhà bác Trình đây thì chúng ta có thể là dùng máy để cho cá ăn. Như thế này thì là mình sẽ cho ăn được theo cái thời gian theo mình định hình đúng không ạ? Vâng ạ, như thế này thì mình sẽ cho ăn theo cái thời gian là cố định, mình sẽ đặt vào máy là bao nhiêu phút thì là sẽ cho ăn. Vâng ạ, thưa bác Trình ạ, qua cái vừa rồi ấy, thì bác rất là bài bản trong cái việc mà chăm sóc con nuôi thủy sản cho đến cái thời điểm hiện nay, nhất là cái việc mà bổ sung thêm cái nguồn dinh dưỡng cho con nuôi. Vậy thì bây giờ có kỹ sư đây rồi, bác có cần kỹ sư tư vấn cái gì không? Nhất là trong cái thời điểm mà các cái cơn mưa đang ập đến thời hiện nay ạ. Vâng, cũng cần kỹ sư tư vấn thêm. Xin hỏi kỹ sư là trong cái thời gian vừa rồi là thời tiết nó thất thường. Lúc thì nắng quá, lúc thì như thời tiết nay thì nó lại rất khó xử lý cho con cá. Có thể là như hôm qua thì ăn rất tốt, như nay thì lại ăn kém. Thì xin kỹ sư cho biết là lý do như nào? Vâng ạ, thưa bác, cái vấn đề mà bác hỏi thì cũng là đang là một vấn đề mà rất nhiều hộ dân quan tâm ạ. Thì vâng, thưa bác, thì khi cái thời tiết thay đổi thất thường
nắng mưa, ngày nắng ngày mưa và nhiệt độ ban ngày thì cao và nhiệt độ ban đêm thì thấp cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái nhiệt độ môi trường ao nuôi ở cho cá và cũng thay đổi cái độ pH làm ảnh hưởng đến cái môi trường nuôi, thì thường là cá sẽ bỏ ăn hoặc là giảm ăn. Thì bà con cũng nên chú ý là trong những cái giai đoạn này, thời tiết như này thì bà con nên giảm cái lượng thức ăn so với hàng ngày xuống là từ 30-50% ạ. Để chúng ta tránh lãng phí dư thừa cái thức ăn, và cái thức ăn nếu như mà đàn cá không ăn hết thì sẽ làm dư thừa thức ăn và gây ô nhiễm môi trường ao nuôi ạ. Vâng, thưa bác còn cần gì để kỹ sư chia sẻ không ạ? Thôi nói chung là chúng tôi cũng nắm được cơ bản về vấn đề kỹ thuật nuôi trồng. Vâng. Hỏi kỹ sư một số vấn đề như vậy để xử lý trong cái điều kiện thời tiết như này. Vâng. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình, có những cái chia sẻ cho bà con trong cái kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, nhất là trong cái mùa mưa bão này. Vâng, chào bác ạ. Vâng. Cảm ơn cô. Toàn tỉnh hiện có trên 12.000 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Thời điểm này, người nuôi thủy sản trong tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn ao, hồ nuôi. Hầu hết các hộ đã chuẩn bị một số thiết bị cần thiết như vôi, đăng chắn, cọc tre, lưới vây xung quanh, máy bơm, máy phát điện và nhiên liệu khơi thông dòng chảy ở các kênh mương xung quanh ao để việc thoát nước được dễ dàng. Nhiều chủ hộ đã chẳng chống nhà kho chứa thức ăn cho cá chắc chắn, tránh bị mưa ướt, làm thức ăn cá ẩm mốc, giảm chất lượng. Các biện pháp kỹ thuật để đối phó với các tình trạng trong và sau bão đã được các cơ quan chuyên môn chuyển giao tới hộ chăn nuôi thủy sản, trong đó chú trọng việc quản lý tốt bờ ao, gia cố ngay khi bị vỡ, khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tránh tình trạng độ pH giảm, nước ao nuôi dễ bị phân tầng và xảy ra tình trạng thiếu oxy tầng đáy. Khi nước dâng ngập, bà con cần xả tràn, sử dụng quạt nước, sục khí hoặc máy bơm, bơm đảo nước trong ao, chủ động tháo nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa có trong ao, rắc vôi xung quanh bờ với lượng 10kg trên 100m2, kết hợp hòa nước vôi tạt đều khắp mặt ao với lượng từ 1 đến 2kg trên 100m3 nước để ổn định độ pH trong ao nuôi. Vâng, thưa kỹ sư, giả thiết đặt ra đối với lại các ao mà chuẩn bị cho thu hoạch, khi mà gặp mưa bão thì cần phải xử lý như thế nào ạ? Vâng ạ. Nếu như mà cái chúng ta là khi mà trước khi mùa mưa bão đến thì bà con nên kiểm tra cái cá, xem là cá ở trong ao nuôi của mình đã đảm bảo cái kích cỡ được chưa. Nếu như mà khi mà kích cỡ đảm bảo thương phẩm rồi thì bà con nên thu hoạch để tránh cái thất thoát do mưa bão gây ra. Và đối với những cái ao nuôi mới, khi mà cá chưa đạt kích cỡ thương phẩm thì chúng ta cũng nên là lưu ý là cần kiểm tra cái bờ cống ao nuôi cho chắc chắn, và cần thiết thì chúng ta sẽ đặt thêm cống, và nếu không đặt thêm cống được thì bà con nên là chuẩn bị lưới và cọc tre để chúng ta vây quanh ao để tránh cho thất thoát cá. Và bà con cũng nên chú ý là trước và sau cơn mưa thì chúng ta cũng nên là sử dụng vôi bột hòa ra nước và tạt đều xuống ao nuôi để ổn định pH và môi trường ao nuôi trong cái thời điểm bão xảy ra. Và bà con cũng nên là thường xuyên là chăm sóc đàn cá, không phải là chỉ khi bão đến chúng ta mới chăm sóc, mà chúng ta cần phải chăm sóc thường xuyên để đàn cá đảm bảo được cái sức khỏe và cái sức đề kháng trong cái mùa mưa bão. Vâng ạ, qua cái trao đổi vừa rồi thì tôi hiểu một cách đơn giản như này. Vấn đề đặt ra với bà con trong cái mùa mưa bão là mình phải theo dõi thường xuyên cái dự báo thời tiết và theo dõi ao đầm của gia đình nhà mình có những cái biến động gì để mình có những cái phương pháp ứng phó kịp thời ạ. Vâng, cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, hiện nay là đang vào mùa mưa bão. Cái việc mà quản lý ao nuôi, chăm sóc con nuôi thủy sản trong mùa bão là cái việc làm cần thiết, cấp bách. Hy vọng thì qua cái trao đổi vừa rồi thì bà con có thêm những kiến thức cơ bản để thực hiện tốt cái việc mà chăm sóc con nuôi thủy sản trong cái thời điểm hiện nay để có cái hiệu quả kinh tế cao. Chương trình Bạn Nhà Nông xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.